Ồ ghê dữ trời. Để đi cẩn thận nha, sập hết rồi. Con gấu kìa. Con gấu. Lúc trước con gấu này em quay nè, nó tự đi di chuyển luôn á. Ghê à? Ừ, tự đường này đi qua đường kia luôn á. Có tiếng không? Nghe tiếng sập ở trước. Đi gần qua đây muốn được. Đó. Tiếng gì ta? Thế sao tại căn nhà này, hai căn nhà này hơi lớn á, mình không biết ở đâu. Ừ. Ừ, thấy không? Thấy rồi, thấy rồi. Được không nghe. Quá à. Chắc không có gì đâu ơi.